Vừa qua dư luận xôn xao về thông tin ba người lãnh đạo một người ở cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường. Sáng nay, Tổng cục Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát đi thông cáo báo chí phản hồi về vấn đề này. Đáng chú ý, cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường chính là nơi ông Nguyễn Xuân Quang vừa mất gần 400 triệu khi mà đi công tác làm cục phó. Theo Tổng cục Môi trường, cục kiểm soát hoạt động môi trường bảo vệ là đơn vị được thành lập từ năm 2014. Theo quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ban hành năm 2014, cục này có văn phòng và 4 phòng chuyên môn. Tổng số công chức và hợp đồng lao động của cục là 25 người, trong đó có 3 lãnh đạo cục, 13 lãnh đạo cấp phòng, 6 chuyên viên và 3 hợp đồng lao động. Việc bố trí cán bộ là phù hợp với thực tế và quy định tại thời điểm đó. Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của cục đã có một số cán bộ xin chuyển công tác. Hiện nay thực hiện chủ trương tổ chức tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế của chính phủ, Tổng cục Môi trường đang xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy để trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định.